chương trình phức tạp. Không cần đến mỹ phẩm trang điểm hàng ngày, bạn vẫn có thể sở hữu làn da đẹp tự nhiên, vừa mịn màng vừa khỏe mạnh từ bên trong. Với những tuyệt chiêu mà tôi sẽ chia sẻ, hãy đăng ký kênh của tôi và nhấn vào cái chuông nho nhỏ xinh xinh ở ngay bên cạnh để nhận được các công thức ăn uống tốt nhất cho bạn luôn khỏe mạnh, vóc dáng chuẩn, một làn da đẹp như ngôi sao nhé. Dân gian thường gọi lá dứa là cây cơm nếp vì nó có mùi thơm không khác gì gạo nếp. Lá dứa thường được dùng để tăng hương vị và màu nhuộm cho các món ăn như xôi, chè, nước giải khát, bánh. Lá dứa còn là một vị thuốc quý trong đông y. Trong vai trò làm thuốc, lá dứa được đánh giá là vị thuốc vàng cho sức khỏe với những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. Các nghiên cứu cho thấy việc uống nước lá dứa hàng ngày mang đến những tác dụng nổi bật như sau: giúp điều trị và phòng ngừa đau nhức xương khớp, bệnh gút, chuột rút, hạn chế các nguy cơ bệnh xương khớp do lão hóa và do vận động mạnh, giúp chữa ho, viêm phế quản, ổn định đường huyết, hỗ trợ và điều trị tiểu đường type 2. Trị táo bón, giúp nhuận tràng, tăng cường tiêu hóa, loại bỏ độc tố, thanh lọc cơ thể và khả năng trung hòa độc tố trong cơ thể, giữ hơi thở thơm tho, chữa đau níu, chăm sóc sức khỏe răng miệng, giảm sốt, giảm lo âu căng thẳng, phục hồi năng lượng sau sinh con, bảo vệ da và chăm sóc sắc đẹp, và còn rất nhiều lợi ích tuyệt vời khác nữa cho sức khỏe. Vậy thì uống nước lá dứa có giảm cân được không? Trong nước từ lá dứa chứa nhiều enzyme hỗ trợ quá trình tiêu hóa nhanh chóng, phân hủy mỡ trong thức ăn một cách hiệu quả và giảm cảm giác đói. Ngoài ra, nước từ lá dứa còn có tác dụng làm sạch đường ruột và loại bỏ chất cặn bã từ cơ thể. Trong lá dứa có nhiều chất xơ và có độ dai nhất định, cho nên không thể dùng để ăn trực tiếp. Bạn có thể đun nước từ lá dứa và sử dụng nó thay cho nước uống hàng ngày, hoặc uống trước bữa ăn từ 20 đến 30 phút để đạt được tác dụng đốt cháy mỡ thừa và giảm cân hiệu quả. Uống nước lá dứa được cho là một biện pháp giảm cân tự nhiên và hiệu quả an toàn. Tuy nhiên, để giảm cân hiệu quả thì ngoài việc uống nước lá dứa, bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Cách làm nước lá dứa thơm ngon: dùng 3 đến 4 lá dứa đã được rửa sạch, buộc chặt lại, một miếng gừng nhỏ đã rửa sạch, không cần gọt vỏ, thái nát mỏng. Đun sôi 1 lít nước, cho lá dứa và gừng vào đun trong 5 phút. Thêm đường phèn vào, cho lửa nhỏ xuống và tiếp tục đun thêm 10 phút cho đến khi nước có màu xanh. Nếu bạn sử dụng nhiều lá dứa hơn, nước sẽ có màu sắc đậm hơn. Tắt bếp, để nước nguội, vớt lá dứa và gừng ra khỏi nước. Bạn có thể uống ngay lập tức. Nước từ lá dứa có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 7 ngày. Do đó bạn có thể làm nhiều để uống dần. Các bạn thân mến, nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho tôi xin một like, chia sẻ video và đăng ký kênh.
để giúp tôi có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa nhé. Sự hỗ trợ của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Bạn cũng có thể thái nhỏ lá dứa, phơi khô để dùng dần. Khi dùng lá dứa khô, bạn cho vào nồi nước đun sôi như cách dùng lá dứa tươi, nhưng thời gian đun lâu hơn. Bạn cũng có thể hãm lá dứa khô như hãm trà. Cho khoảng 5g lá dứa khô vào bình trà, đun sôi 200ml nước, sau đó rót nước sôi vào bình và ủ trong 20 phút để trà ra hết nước cốt. Thêm đường phèn hoặc mật ong vào để món trà lá dứa được thơm ngon hơn. Với các công thức nước uống giảm cân mà tôi đã chia sẻ, bạn sẽ thấy việc giảm cân không còn khó khăn chút nào nữa. Hãy dùng thay đổi các công thức nước uống giảm cân mà tôi đã chia sẻ để tạm biệt mỡ bụng đáng ghét, mang lại cho bạn một vóc dáng thon gọn nhé. Chúc các bạn luôn khỏe đẹp và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.